Khoan khoan từ từ để em ơi, chảo mới phải tôi cái đã, rồi thích làm thì làm. Còn bạn mua cái chảo gang mới về, biết tôi chưa? Đây là một chiếc chảo gang 24cm của La Gomez. Và chúng ta hôm nay sẽ tiến hành tôi nó trước khi sử dụng nha các bạn, thì nó mới ngon được. Với một số loại chảo chống dính thông thường, khi các bạn sử dụng được vài tháng thì nó sẽ dẫn tới bong chóc, và khi các bạn ăn chúng những cái đó nó rất là độc nha. Còn đối với chảo gang, khi các bạn hết chống dính thì chúng ta tôi lại thôi. Đã như vậy nó còn cung cấp thêm phân tử sắt cho cơ thể của các bạn nữa. Chảo gang sử dụng càng lâu thì nó sẽ càng ngon. Bạn có thể truyền cho con cho cháu của bạn xài luôn cũng được, nếu như chúng ta giữ kỹ ha. Đầu tiên chúng ta sẽ rửa nhá. Để làm gì ạ? Để chúng ta sẽ lấy hết những cái cặn bẩn ra khỏi cái chảo nha. Nhớ các bạn nhớ rửa cho sạch ha, không cần xà bông đâu, chỉ cần chán với nước thôi. Chúng ta sẽ cán nó thật sạch ha. Khi rửa xong các bạn nhớ lau sạch mặt đấy, nếu không á sẽ làm hư cái bức tường của các bạn đó. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành tôi chảo. Các bạn mở cho mình cái lửa lớn nhất. Cái chảo này bắt từ rất là tốt nha, cho nên một hồi nữa chúng ta cũng sẽ làm ở với cái bề mặt xung quanh của nó được luôn nha. Các bạn sẽ thấy nước bắt đầu nó sẽ rút hết ha, chuyển màu thành cái màu titan này các bạn. Khi trọng tâm nó hết rồi, các bạn sẽ di chuyển cái chảo của mình để cho nó lan ra những cái phần khác. Các bạn cứ để nghiêng nghiêng như thế này ha. Đó. Công đoạn này cần cái thẩm mỹ của các bạn nè. Để cho cái chảo đen bóng thì các bạn phải để cho nó titan, nó cái màu titan nó chuyển hết cái chảo luôn nha. Các bạn sẽ thấy cái màu của chảo nó lên đẹp như thế này là ok. Và bây giờ chúng ta sẽ để cho nó nguội nha. Nhớ nha, bởi vì nếu như các bạn cho dầu vào nó sẽ bốc lửa lên. Lửa dạng trung bình ha, cho dầu vào. Cho dầu thật là nóng luôn nha các bạn. Rồi các bạn thấy khói trắng bốc lên không? Lau đều hết thì nó sẽ có một cái màu rất là đẹp, lau cả cái cạnh trên luôn. Lau nó sẽ bóng đẹp hơn. Quy trình này hãy cẩn thận nha. Chúng ta sẽ chán chảo qua. Chúng ta đã hoàn thành xong cái việc tôi chảo rồi nha. Đó, giống như nước đổ lá khoai vậy đó các bạn. Lau cho sạch và chúng ta sẽ thấy cái chảo chúng ta nó đẹp như thế này. Hợp lý chưa? Các bạn biết cái hay của chảo gang là gì không? Đó chính là mình dùng cái dĩa sắt mình làm cũng được. Và nó dày. Hành chán chưa? Trứng nó đâu dính đâu các bạn. Coi cho nhìn nè các bạn. Không dính nha. Khi các bạn tôi chảo nó xảy ra một số cái trường hợp là nó vẫn bị dính. Là vì sao? Bởi vì thứ nhất là khi các bạn làm nóng chảo, các bạn không để cho nó chuyển màu hoàn toàn, dẫn tới là có phần nó chống dính, phần không chống dính. Cái thứ hai là khi các bạn đã đang nóng quá, các bạn cho dầu vào ngay, nó sẽ bị cháy và nó làm mất thẩm mỹ của cái chảo. Và thậm chí ở cái phần cháy đó sau này nó sẽ làm dính đồ ăn của các bạn. Trường hợp các bạn tôi mà nó ra những cái mảnh đen, cái phần ten đen á, cái đó là do các bạn tôi chưa có kỹ. Cái cách giải quyết đơn giản là các bạn lấy bùn nhựa sắt, các bạn chà cho sạch, sau đó chúng ta sẽ tiến hành tôi lại từ đầu theo đúng như video thôi. Sau một thời gian sử dụng mà nó bớt chống dính á, các bạn chỉ cần đơn giản là rửa lại và chúng ta sẽ nung dầu, lau dầu là được rồi, không cần tôi lại như ban đầu đâu ha. Ok, đẹp rồi nè, cầm thử đi em. Oh, mama, I have got to get me one of these.